Mẹ
Luộc thôi này mọi người, không có gia vị gì hết à. Luộc trong với mắm mà. Đây. Đố mọi người biết ai đây không? Mọi người xem đây. Đây ốc. Ốc nó ngon quá. Phát nó ngon đúng không ạ? Ốc ạ. Ốc, ốc người đồng nhé. Không phải là ốc người nhà nó hỏi. Ốc người đồng chứ có ai. À đây. À mọi người này. Không có ai hả? Ăn rất là ngon. Vui lắm á mọi người ơi. Qua đây ăn đi. Đây, vui vẻ quá. Đông người ăn à, ăn không hết được một thong đâu. Bao nhiêu người như thế này ăn không hết một thong. Ăn một thong luôn, đây là một thong. Này. Ăn đi mọi người. Bông á, bông nha, 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 bông. Mặt tôi. Quá vui luôn à. Ăn thằng nhà mình tới nhà. Ừ, nào vậy. Ok. Nhà nó phạt là lẻ được rồi. Lẻ lẻ tay xin hai mẹ thư. Cứ ăn thằng mà mặc coi rồi nè. Khác hơn người ta là. Phan chứ ai cả hơn hai lần mặc coi á. Chị ta lẻ như. Quá vui mà. Đây, chào nha mọi người nha. Bé nè, tăng đạt tăng thông ơn lên nhờ. Nè, đỡ mày về nè. Tại sao mình hợp cho em một cho anh cho mình đi lệ. Hồi xưa đang chuyện yêu đương hồi xưa nha mọi người. Đang kể là nhưng mà trẻ tập làm
Đây mọi người đây, nhìn xem đây. Anh hồi nay được ăn một nồi này nha mọi người. Bây giờ thì mình vẫn ăn một nồi vẫn còn là một thảo đây nè. Có lẽ mình 5 có lẽ lấy cái chân này. Đây. Đấy, vui vẻ lắm đó. Hai vợ chồng vừa ăn ốc vừa đây hay thật là vậy đấy. Đây đông người nè, ăn ốc à, đây nhiều người ăn ốc à, luộc thôi này mọi người, không có gia vị gì hết à, luộc chấm với mắm à. Đố mọi người biết ai đây không? Thank you.